Ngôi nhà thứ hai của chúng em, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, ngôi trường đã, đang và sẽ gắn bó với chúng em trong suốt 3 năm học cấp 3. Ngôi trường được đưa vào top 7 trường trung học phổ thông hàng đầu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Với những thành tựu rất đáng được tự hào đó, đằng sau nó là sự vất vả và gian nan của thầy cô cùng các anh chị, các bạn học sinh. Tiếng thầy quảng sinh vào mỗi thứ hai hối thúc các em nhanh nhẹn chuẩn bị vào lễ chào cờ. Các bạn học sinh đi trễ phải vội vã chạy vào hàng để bắt đầu vào buổi lễ. Bao nhiêu hồi ức quay về, nhớ cái cảnh được đi học, nhớ cái cảnh được hối thúc mà bây giờ chỉ còn được gặp nhau qua một màn hình nhỏ. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh có thể thể hiện được những tài năng, tạo tinh thần thoải mái, học sinh có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện hết khả năng của mình qua các phong trào được tổ chức. Vì vậy, đối với chúng em, đó không chỉ là một ngôi trường mà còn là một ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, nơi nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng. Ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam đặc biệt nhất của thời học sinh chúng em. Một mùa nhà giáo chỉ biết gửi gắm những lời chúc qua dòng tin nhắn, gọi điện hoặc bằng status trên mạng xã hội. Bởi sự bùng phát của đại dịch Covid mà chúng em và thầy cô chẳng đến trường chụp cùng nhau với những tấm hình lưu niệm để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Nhưng chẳng vì đó mà làm khó được thầy cô của chúng em. Thời gian qua, thầy cô đã rất cực lực trong việc dạy online, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Qua đó, chúng em nhìn thấy được sự tận tâm của thầy cô dành cho chúng em nhiều hơn. Thầy Nguyễn Hoài Điệp, người thầy chủ nhiệm lớp 11A9 năm nay, không những thầy rất tâm huyết trong từng bài giảng, trong từng tiết học, mà thầy còn rất quan tâm đến học sinh của mình. Mặc dù lớp chưa được gặp thầy, cũng như thầy chưa được gặp lớp, tuy nhiên, chắc hẳn ai trong lớp 11A9 cũng cảm nhận được sự tận tâm, tận tụy ấy. Thầy cô giáo trong trường luôn năng nổ giúp đỡ học sinh, không những trong công việc học tập mà còn những hoạt động hay phong trào khác. Nhân dịp 20 tháng 11, em chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục mang đến những bài học hay và kiến thức bổ ích cho học sinh thân yêu chúng em. Em xin chúc tất cả các thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, đủ tâm trí lực trên hành trình trồng người đầy vất vả của mình. Qua mỗi năm hoàn thành chuyến đò đưa bao thế hệ sang sông, tóc thầy cô lại trở thêm bạc. Mong rằng thầy cô sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giữ vững tay chèo, đưa thêm nhiều chuyến đò cập bến. Em xin chúc cô trong ngày 20 tháng 11 sẽ nhận được thật nhiều quà, nhiều hoa và luôn có những nụ cười thật vui tươi cô nhé. Những bài giảng thú vị, hấp dẫn của thầy cô đã mở ra cho chúng em một thế giới đầy sắc màu mới. Nhân dịp 20 tháng 11, chúng em chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với quý thầy cô. Dẫu đã lớn khôn nhưng em vẫn luôn khắc ghi những lời dạy của thầy cô. Xin gửi tới thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Trong hành trình cuộc đời, cảm ơn thầy cô đã mở mang tri thức, đưa cuộc sống của em đến ánh sáng hy vọng. Xin cảm ơn thầy cô với tất cả sự kính trọng của em. Chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với thầy cô. Mong rằng thầy cô sẽ luôn thành công và được nhiều bạn học sinh yêu mến hơn nữa trên con đường giảng dạy của mình. Em chúc thầy cô luôn tươi trẻ và hạnh phúc. Chúc thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Gửi tới cô giáo kính yêu, em chúc cô luôn xinh tươi, vui vẻ và trẻ mãi không già. Chúc cô sớm hoàn thành được chiến lược cũng như mục tiêu của đời mình cô nhé. Cô là đống lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa trong tâm hồn của chúng em. Cô là những vật thềm đá để chúng em tiến bước về phía trước. 20 tháng 11 chúng em chúc cô có nhiều sức khỏe, xinh tươi và hạnh phúc mãi bên gia đình.
Nhân dịp 20 tháng 11 là ngày lễ của thầy, cô, và em xin kính chúc thầy, cô luôn cố gắng hết sức cho công việc giảng dạy, đặc biệt là vào khoảng thời gian này, một khoảng thời gian đại dịch, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giảng dạy của thầy cô. Và em xin cảm ơn và xin kính chúc thầy cô luôn vui vẻ, vui tươi, mạnh khỏe và đạt được thành công trong công việc. Em chúc tất cả các quý thầy cô và các bạn có một sức khỏe thật tốt, cũng như Việt Nam và thế giới vượt qua mau cơn dịch bệnh để mọi việc được trở lại bình thường, nhất là việc quay lại trường gặp các thầy cô và các bạn. Cố lên! Ngôi trường vừng ở đó, còn chúng em thì không, rồi cũng sẽ phải lớn lên, cũng sẽ phải bước tiếp trên những con đường mới. Chúng em đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là một học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và chắc có lẽ không thể nào quên những kỷ niệm thời áo trắng bên bạn bè, trang lứa, cùng với những hình ảnh người thầy, người cô miệt mài bên giáo án, người đã truyền dạy cho chúng em bao nhiêu tri thức, bao nhiêu ước mơ và hy vọng. Tụi em cảm ơn quý thầy cô và tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Mong quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày tốt lành.